Xin chào các bạn và quý nhà đầu tư. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về chủ đề là làm cách nào để chúng ta có thể kiểm tra thông tin của một cái dự án bất động sản mà chúng ta đang quan tâm và muốn mua. Thì đối với một cái dự án bất động sản mới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kênh thông tin, nhưng mà chúng ta nên xem kênh nào để đáp cậy đây, và chúng ta có thể tự mình làm chuyện đó hay là phải qua một sự giúp đỡ của ai khác hay không. Thì một số kênh chúng ta có thể sử dụng và quý vị có thể ghi lại, thứ nhất chính là Google Maps. Chúng ta phải lên trên Google Maps để xem vị trí thực tế của dự án đó là gì. Thường thì các bạn sale bán bất động sản, bán dự án đó sẽ ghi rất là nhiều vị trí, thì chúng ta phải kiểm tra lại thông tin. Thứ hai là trên nguồn website của chủ đầu tư là dự án thực sự là ở địa chỉ bao nhiêu, địa chỉ nào để chúng ta kiểm chứng được cái vị trí ghi của các bạn sale trên Google Maps có đúng hay không. Thứ ba chính là tìm kiếm các thông tin trên mạng tìm kiếm Google, nhiều thông tin khác nhau về nói về cái sản phẩm dự án đó để chúng ta có những cái thông tin đa chiều. Thứ tư chính là chúng ta xem thông tin trên các trang bán hàng của một bạn sale nào đó, hai ba bạn sale nào đó mà chúng ta đang hỏi thông tin á, để xem các bạn này viết thông tin như thế nào, và chúng ta cũng có thể đánh giá sơ bộ được bạn này viết phân tích hay là chỉ là copy mà thôi, có những cái chuỗi video riêng hay là những cái phân tích đánh giá riêng hay không, hay chỉ đơn thuần là những bài viết như những cái dự án khác hoặc là những cái kiểu thông tin như là đăng tin mà thôi. Tiếp theo chính là các thông tin trên các group bất động sản. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà mạng xã hội có một cái vị thế cũng như là một cái quy mô và một cái độ phủ khá là rộng, chúng ta sẽ có những cái group thông tin về bất động sản chuyên sâu, và chúng ta chỉ cần search lên cái khung tìm kiếm, gõ vào từ khóa của dự án đó, thì chúng ta sẽ thấy được là các thông tin về dự án này đã được bàn luận rồi hoặc là chưa, hoặc là chúng ta có thể là mở một cái chủ đề bàn luận về dự án này, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có thể nhận được rất là nhiều cái lời nhận xét, góp ý, đánh giá ở phần comment, và chúng ta có thể vào xem. Bởi vì có một số nhân vật họ có những thông tin nội bộ, những thông tin bên lề, những thông tin không công bố mà chúng ta không biết, và chúng ta sẽ xem những cái thông tin đánh giá đó để chúng ta có thêm, thu nhập thêm thông tin về dự án này, để xem có cái gì đáng để chúng ta phải chú ý lưu tâm đặc biệt hay không, và có những cái vấn đề rủi ro nào có khả năng xảy ra hay không. Rồi tiếp theo chúng ta có thể là tìm kiếm thông tin trên mạng YouTube, là mạng video, để chúng ta coi được những cái review về cái dự án này. Những cái, nếu như mà chưa có thì chúng ta phải chịu khó là đi đến thực tế dự án, và chắc chắn chúng ta phải đi đến thực tế rồi. Chúng ta sẽ đi tới thực tế của dự án này, chúng ta sẽ coi cái vị trí của nó, rồi mối liên kết với xung quanh, chúng ta sẽ đi vòng quanh xem là cái khu này dân cư sinh sống như thế nào, có tiện ích gì hay không, hoặc là chúng ta phải đi một bước tiếp theo chính là hỏi những cái người dân địa phương ở gần cái khu vực dự án đó, xem là cái dự án này tình trạng của nó là sao, lịch sử của nó như thế nào, trước đây như thế nào, bây giờ làm sao, và có những thông tin phong phanh gì mà địa phương đã được biết rồi, và cái người ở sát bên dự án của mình đã biết và có thể cung cấp cho chúng ta, bởi vì họ có thể là cung cấp những cái thông tin mà chúng ta có thể là một cơ sở tham khảo. Rồi tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ta có thể là hỏi những cái người bạn bè thân thiết của mình ở những cái khu vực tại địa phương mà dự án đó tọa lạc, để chúng ta biết được bạn của mình làm những cái trong những cái công việc quan trọng nào đó, hoặc là trong một cái vị trí địa phương nào đó, thì người này có những cái nguồn thông tin đáng tin cậy mà chúng ta có thể tham khảo được. Và chúng ta có thể là hỏi thêm các bạn bè của mình, những cái người quen của mình có nguồn thông tin đáng tin cậy để chúng ta có thể tham khảo thêm nữa. Và chắc chắn rồi, cuối cùng thì tất cả chúng ta đều phải làm một việc, đó chính là alo cho các bạn môi giới bất động sản bán cái dự án đó. Chúng ta có thể gọi cho một vài bạn để kiểm tra xem cái thông tin như thế nào, các bạn đưa tin thông tin ra có giống nhau hay không, có khớp nhau hay không, và bạn nào tư vấn tốt nhất, rành rọt nhất, chuyên nghiệp nhất, và trong cái giọng nói của các bạn đấy, mình thể hiện, họ thể hiện được cái sự chuyên nghiệp, cái sự tự tin và cái sự chăm sóc mình, thì chúng ta có thể là liên hệ để mà đi gặp trực tiếp, để chúng ta có thể hỏi thêm những cái vấn đề khác chuyên sâu hơn về sản phẩm đó, dự án đó. Bởi vì các bạn chuyên viên môi giới này họ không chỉ là bán một sản phẩm này thôi. Chúng ta có thể thông qua những bạn chuyên viên môi giới để chúng ta biết được thêm những cái ưu điểm, nhược điểm và những bài toán so sánh, đánh giá đặc điểm, lợi thế, điểm mạnh, điểm yếu của các sản phẩm khác trong cùng khu vực này.
và có thể thông qua những bạn môi giới này chúng ta có thêm nhiều thông tin thị trường. Và hiện tại môi giới trong giai đoạn hiện nay thì họ cũng sẵn sàng đáp ứng cho khách hàng những cái sản phẩm gọi là vừa tầm, đúng nhu cầu, chứ không chỉ chăm chăm chốt khách hàng vào một cái dự án mà mình đi xem đâu. Cho nên các anh chị có thể là cứ đến tham khảo thực tế, và việc của mình là đi xem thực tế là nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm mà các anh chị phải làm khi mà anh chị mua một bất động sản nào đó. Bởi vì không có bất kỳ cái thông tin nào mà chúng ta có thể là chỉ ngồi ở nhà mà xem không, nó sẽ không thể nào mà lột tả hết được tất cả mọi việc, chỉ trừ khi các anh chị có những cái nguồn thông tin đáng tin cậy, những người đang nằm vùng ở khu vực đó, và bản thân các anh chị là những người có rất là nhiều kinh nghiệm, có cái đánh giá, nhận xét và tầm nhìn về sự phát triển, về quy hoạch, những cái thông tin nào đó để các anh chị làm cơ sở để dựa vào, để cho các anh chị ra quyết định thì có thể là mua từ xa. Tại vì thật sự bây giờ với bất động sản thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều dự án ở khu vực Bình Định, Quy Nhơn, hoặc là kể cả khách hàng từ Hà Nội, từ phía miền Trung có thể vẫn mua sản phẩm trong thành phố Hồ Chí Minh mà không cần phải vào, không cần phải bay vào, chỉ cần thông qua những người đáng tin cậy, được ủy quyền, rồi ký hồ sơ gửi chuyển phát nhanh để cho khách hàng ký trực tiếp là được rồi. Đó chính là cái lợi thế của cái thời buổi công nghệ thông tin phát triển. Và kể cả như vậy, chúng ta cũng phải xây dựng mối quan hệ với những người đáng tin cậy, có thể là một bạn môi giới đáng tin cậy hoặc là những người bạn bè trong cái mối quan hệ của mình. Chúng ta có thể chia sẻ thông tin với bạn bè của mình và đồng thời cùng nhau tìm hiểu về cái cơ hội này, thì thông qua đó chúng ta cũng có thêm, gọi là thêm cái liên minh để có thêm nhiều cơ hội, cũng như là cái sự tự tin, những cái rủi ro sẽ được hạn chế hơn, kiểm soát tốt hơn. Hy vọng là qua video này thì quý vị có thể biết những cái cách nào để chúng ta có thể tìm kiếm thông tin một cách là đa chiều, nhiều góc độ, chứ không chỉ là nghe một người hoặc là xem chỉ một thông tin rồi một cách là thờ ơ. Tôi hay gọi đó là thờ ơ, và thờ ơ cứ chủ quan, rồi cuối cùng mình có một quyết định nào đó nó không phù hợp và gây ra những cái rủi ro nào đó mà chúng ta phải trả giá bằng thời gian, bằng tiền bạc. Chúc các anh chị sẽ nhanh chóng có thể chọn được những bất động sản tốt trong thời gian ngắn nhất qua những cái kênh thông tin mà tôi đã chia sẻ ở trên. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé.